Hello, hello tất cả mọi người, đây là cái bé chòe lửa bông cổ thì nó có khoảng chừng 7-8 bông ngay cổ. Chim này thì nó dạng như là cũng phải nói là cũng như là chim thuộc đó mọi người. Chưa kịp review chim thì nói chung là điện thoại phải nói là rất là nhiều mọi người. Đó thì bởi vậy mỗi khi mà em bán hết chim là em hay tắt máy là vậy á. Thì bữa nay em review chòe lửa chống bông cổ này thì nó có khoảng chừng 7-8 bông cổ ha. Thì chút xíu em để cái clip mà em mới lùa Avi ra thì chim này phải nói tạm nói là chim thuần ha, hót rất là ok, và hôm bữa em nuôi thì ăn cám rất là ngon lành rồi, nhưng mà do là em thả vô Avi em ghép sinh sản á thì bữa nay là em nói chung là em đầu tư cái con giống nói chung là nó nhiều tiền hơn đó, cho nên là em lùa chè lửa này ra cho các anh ha. Chim này chim rất là tơ ha, chưa có mùa lòng, cũng chưa có mùa rừng luôn đó. Giá nó rẻ lắm, có 4 triệu rưỡi mọi người. Đó, chim này do là đã nuôi rồi ha mọi người ha. Đã nuôi rồi, đã nuôi ăn cám và hót rất là ok ha. Chim này không có tạch lỗi bất cứ một cái gì hết. Đó, thì giá nó là 4 triệu rưỡi nha. Đó, đó, bông cổ bên tay trái. Đó, bên tay phải đó, nó quay xuống rồi. Do là hồi nãy em không có tỉa đi, nên nó... Em không có tỉa cái lông đi á, cho nên là mình nhìn nó không có kỹ ha. Chứ nếu mà mình tỉa tỉa đi, nói chung là chơi những cái trò chơi xảo thuật đó, thì nói chung là nó sẽ lộ bông lên rất là nhiều. Đó, ở đây em buôn bán là em không có chơi cái những cái mà dạng như là xảo thuật, giống như mấy anh ở trên Facebook thì cũng có vài anh chơi phải phải nói là có những cái nghệ thuật làm cho nó hiện bông lên, phải nói rất là tuyệt vời đó. Còn ở đây em bán là em không có chơi những cái xảo thuật đó đó, cho nên chim sao em bán vậy thì đuôi bé này nó tầm khoảng chừng gần 19 nha mọi người nha. Đó, cái bông bông nó rất là nhiều, nếu mà nó cúi xuống thì nó hiện bông lên rất là nhiều, do là cái lông cổ của nó khi mà nó đứng thẳng người á, thì mình sẽ cảm giác mình thấy nó ít ha. Và chim này thì anh em nuôi xổ số mùa sau phải nói rất là ok. Rồi anh em nào mà có nhu cầu thì có thể liên hệ lại với em cái số điện thoại ở bên dưới góc màn hình. Thông tin chi tiết thì để ở trong cái phần mô tả của video ha, thì có số tài khoản, có địa chỉ, nói chung là rất là nhiều thông tin nằm ở trong cái phần mô tả của video. Đó, bye bye và xin chào, hẹn gặp lại tất cả mọi người ở trong cái video tiếp theo vào ngày mai. Đó. Rất đẹp ha, không có tạch lỗi gì hết nha mọi người nha.